thành công lớn rồi nhé mọi người nha. Thì đây Mộc sẽ cho mọi người coi cái mẫu bàn ăn gỗ gõ đỏ, cái mẫu tựa lưng dài liền bên Mộc đang lên. Cái mẫu này trong năm nay là bị Mộc bán rất là nhiều luôn. Và hiện tại là bây giờ đang nhiều khách hàng người ta biết tới cái mẫu hàng tựa lưng dài liền này của bên Mộc á, thì bắt đầu đặt nhiều hơn mọi người. Đó, thì bàn ăn gỗ gõ đỏ 8 ghế. Đó, bộ này thì bên Mộc thường các mẫu hàng bình thường ấy, mọi người biết là hàng 27.900 một bộ. Là bên Mộc bán cái kiểu tựa hoa hồng ấy, thì bán rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái mẫu này ấy, bên Mộc bán thì mẫu này mắc hơn, nó tới 30.900. Vậy nó mắc hơn 3 triệu nhưng mà khách hàng vẫn đặt rất là nhiều. Đó, thì thường mọi người hay mọi người thích là mọi người đi so giá rẻ hơn phải không? Nhưng mà thực sự ấy là mọi người không biết chất lượng hơn. Nếu mà thường các khách hàng mà người ta thích các hàng mà chất lượng cao hơn, hoặc là mẫu mã nó đẹp hơn và lại hơn ấy, thì giá tiền nó có cao hơn một chút thì người ta vẫn chấp nhận, người ta bỏ ra tiền mắc hơn để người ta sở hữu những cái bộ hàng chất lượng cao hơn, hoặc là giày với cả mẫu mã nó đẹp hơn thôi. Đó, cái bàn ăn gỗ gõ đỏ 8 ghế ấy, thì các hàng gỗ gõ đỏ của Mộc ấy thì đều sơn xịt lót dưới gầm như vậy hết nhá mọi người nhá. Nhưng mà mọi người lưu ý là Mộc chỉ sơn 2 lớp thôi nha. Mộc chỉ sơn 2 lớp bóng lên thôi. Đó, chứ không có sơn bóng láng o giống như ở trên cái mặt tiền nha. Đó, nhưng mà sơn xịt như thế này là rất là đảm bảo rồi. Để mọi người xài là nó chống mối mọt này, xong có rút gỗ, xong rồi nó bảo vệ gỗ toàn bộ nữa, thời tiết rồi nó chống luôn ấy, thì mọi người xài về thời gian lâu dài rất là ok. Còn thực sự nếu mà không sơn cũng chẳng sao, bởi vì chất liệu của gỗ này là gỗ gõ đỏ nên nó là gỗ quý ấy, nên mấy cái dòng gỗ này thì nó cứng lắm. Như Mộc nói này, mọi người xài 6-70 năm này xài rất đối bình thường. Còn nếu mọi người xài giữ gìn thì như Mộc nói này, mọi người xài kẻ trăm năm cũng là không thành vấn đề đâu. Nhưng mà dòng cái cây gỗ quý ấy, thường khách hàng kêu là ủa tao xài, tao có xài tới cả trăm năm đâu mà tao phải chi, tao phải mua mấy cái cây gỗ quý chi cho mắc tiền, tốn tiền chi. Nhưng mà mọi người không biết đó là cái gỗ quý ấy nó có khác biệt so với cả các gỗ mà tầm trung bình với giá rẻ, là cái chất thớ gỗ của nó cứng và cái chất vân của nó rất là đẹp. Và các kỹ thuật của các bộ mà bàn ghế gỗ cao cấp ấy, cái kỹ thuật của nó cũng là cao hơn mọi người. Bởi vì các khớp ghép này, kỹ thuật phơi gỗ, làm mộng gỗ, hay là các khớp ghép, hay là các chất lượng sơn nữa. Nghĩa là khi mà sơn ấy thì Mộc cũng sử dụng chất lượng sơn cao hơn. Làm kỹ thuật làm cạo các ngóc ngách nó cũng kỹ hơn, đẹp hơn. Nên mọi người thấy về các chi tiết của cái bộ ghế ấy, mà khi mà mấy cái bộ hàng cao cấp của bên Mộc lên ấy, là cái kỹ thuật nó rất là cao nha. Nên mọi người thấy các nét làm nó rất là sạch sẽ và nó láng á, và các nét sơn ấy, cái gỗ cứng ấy, nên mình đục chạm nó cũng đẹp hơn. Đấy, cái kiểu ghế tựa vuông này bên Mộc đang bán rất là chạy nha. Bộ này 8 ghế thì là 30.900 thôi bộ này. Kiểu này thì vuông bán tay hay oven thì nó cũng bằng giá nhau thôi. Thì nó chỉ cái mặt bàn mọi người, mặt bàn vuông oven hay bán tay thì nó cũng bằng giá nhau. Đấy, thế mọi người thích lấy mặt bàn nào thì nó cũng bằng giá nhau à. Nhưng mà thường thì kiểu này thì nó đi với mặt bàn bắn tay với vuông thì nó hợp hơn, bởi vì cái ghế của nó cũng tựa nó vuông vuông mọi người. Đó, bộ này đang chuẩn bị giao khách nhé. Nhưng mà bán thì bên Mộc bây giờ là có thương hiệu rồi nên bán nó cũng dễ hơn rất là nhiều mọi người. Khách hàng coi ok cái là chụp hình Mộc xong rồi gửi qua là khách chuyển khoản đặt cọc là chốt thôi. Đó, có thương hiệu thì bán nó cũng dễ mọi người, nên cũng rất là thích khi Mộc đã xây dựng được thương hiệu như vậy. Đó, và nhờ mọi người ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.